Em lên lầu còn ai không ta? Em ngồi chơi chờ xí bé vậy? Hình như rớt. Trời có mưa rồi không ta? Hình như hết rồi đúng không? Biết trời mưa đợi đó. Có khách hàng ơi, cái này là từ lương của hai đứa này cho. Từ lương ta lấy, ta cho ăn hết. Lâu ho luôn kìa. Anh em muốn gì vậy này? Có thì nó là
Thì chỗ Hà Lan. Được rồi.